Thưa quý vị và các bạn, ngày mai tỉnh Hải Dương chính thức tổ chức đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy đến lúc này Hải Dương đã trở thành một trong 6 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước với thành tích có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đó là Kinh Môn, thị xã Chí Linh và Cẩm Giàng. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng với phóng viên chúng tôi về Hải Dương để tìm hiểu cách làm nông thôn mới và chia sẻ niềm vui với bà con nông dân ở đây. Cánh đồng trồng cà rốt này của bà con nông dân xã Đức Chính được gọi vui với cái tên là cánh đồng tiền trăm tỷ. Bởi vì mỗi một năm trồng cà rốt ở đây mang về thu nhập cho bà con nông dân xã Đức Chính là 120 đến 130 tỷ đồng. Tính ra mỗi một hecta trồng cà rốt cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Ra đồng làm việc bây giờ, nông dân ở đây không bẩn chân. Toàn đi xe máy từ nhà ra đến cánh đồng, xong rồi là chân giày chân dép đi chứ không làm như ngày xưa, không có đi chân đất nữa. Là đấy các bác đã trông này, đường giao thông gọi là rất là đẹp, mà lại đây điện đưa đến tận nơi, đánh luống bằng máy, gieo bằng máy, đấy. Thế là tất nhiên là tưới bằng máy thì giờ là tưới bằng bếp luôn. Có thành quả này là do toàn bộ ta, tức là xây dựng nông thôn mới mà chúng tôi đã đạt được. Năm ngoái, xã Đức Chính đã về đích nông thôn mới với 3 không, đó là không còn hộ nghèo, không nợ động và không ô nhiễm môi trường. Ngay lúc này, thu nhập bình quân 1 hecta canh tác nông nghiệp ở đây đạt 359 triệu đồng. Thành công chương trình nông thôn mới ở xã Chính nói riêng và huyện Cẩm Giàng nói chung thì đi vào lòng người, mà phục vụ thiết thực cho người dân. Về phát triển sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, chúng tôi lựa chọn là cái bàn đạp này để mà hoàn thành cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với cách làm nông thôn mới ưu tiên cái gì cần cho sản xuất, cần cho phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện thu nhập, đời sống người dân thì làm trước và tất cả công khai, dân chủ. Đến hôm nay, Cẩm Giàng đã chính thức đạt chuẩn huyện nông thôn mới với 17 trên 17 xã đạt chuẩn. Kết quả này đã đưa Hải Dương từ một tỉnh có nhiều nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới trở thành một trong 6 tỉnh thành của cả nước có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được thành công cái nhiệm vụ xây dựng thôn mới này, bài học chúng tôi rút ra là cái sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính quyền địa phương. Thứ hai là cái việc tuyên truyền vận động để nhân dân nhận thấy là cái lợi ích của xây dựng nông thôn mới và nhân dân sẽ là chủ thể của cái xây dựng nông thôn mới. Thì cái việc một trong tiêu chí để công nhận xã đạt nông thôn mới là không còn nợ động. Điều có đấy, có thể có chăng là cái việc mà công trình đang dở dang hoặc là chưa quyết toán, nhưng phải có nguồn để trả thì chúng tôi mới đưa vào danh sách để đánh giá nông thôn mới. Trong 5 năm gần đây, người dân Hải Dương đã tham gia đóng góp bằng tiền, ngày công, hiến đất với số tiền gần 500 tỷ đồng, xây dựng được hơn 4.500 km đường. Trong đó, có những hộ gia đình đóng góp tới hơn 8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.